Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giải thích tới các bạn vì sao khẩu trang KF94 lại có thể lọc được bụi mịn, đồng thời phòng chống virus vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp của chúng ta. Như các bạn đều biết, cho đến thời điểm hiện tại, bệnh viêm phổi cấp gây ra bởi virus corona hay còn gọi là covid 19 vô diễn biến vô cùng phức tạp. Bên cạnh đó, thì căn bệnh này cũng chưa có vaccine điều trị, đồng thời là cũng chưa có vaccine để phòng chống. Chính vì vậy, việc làm sao để giữ một cơ thể khỏe mạnh để chúng ta có thể phòng chống, bảo vệ được chúng ta tránh khỏi sự lây lan của loại virus này là vô cùng quan trọng. Và chính vì vậy trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng khẩu trang đã được Bộ Y tế Hàn Quốc cấp phép đồng thời là công nhận có khả năng lọc được bụi mịn, đồng thời phòng chống virus vi khuẩn xâm nhập vào hệ hô hấp của chúng ta. Đó chính là khẩu trang KF94 đến từ Hàn Quốc. Đây là một trong những dòng khẩu trang với thiết kế vô cùng hiện đại, với lớp phin lọc cho có đến 4 lớp. Và với 4 lớp như thế này, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, hệ hô hấp của chúng ta sẽ được bảo vệ một cách an toàn nhất. Với tình hình diễn biến hiện tại của căn bệnh viêm phổi cấp, ở khẩu trang cũng là một trong những dòng sản phẩm rất là đắt hàng Và bên cạnh đó thì những loại khẩu trang kém chất lượng cũng được tung ra thị trường. Chính vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ rằng để bảo vệ cơ thể của chúng ta tránh khỏi sự lây lan của virus COVID-19 thì phải chọn loại khẩu trang an toàn được Bộ Y tế cấp phép. Đồng thời là những loại khẩu trang lọc được virus vi khuẩn cũng như là bảo vệ đường hô hấp của chúng ta và khẩu trang KF94 là một trong những dòng sản phẩm mà bạn nên lựa chọn. Ờ, dòng sản phẩm khẩu trang KF94 này với thiết kế 3D ngăn cho các hạt bụi nhỏ nhất xâm nhập vào trong hệ hô hấp của chúng ta Đồng thời là dòng sản phẩm này được thiết kế 3D thế nên là với những chị em chúng ta đeo kính hay là chúng ta bôi son Khi mà ra ngoài đường thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm Son sẽ không bị dính lên khẩu trang, không bị lem lớp trang điểm Đồng thời là khi chúng ta đeo kính thì kính cũng không sẽ không bị mờ hơi nước do hơi thở của chúng ta Khác với những loại khẩu trang thông thường có giá 1 đến 2 đến 3 nghìn đồng bán trên thị trường, khẩu trang KF94 được mỗi chiếc như thế này thì sẽ được được đựng riêng vào túi như thế này thì sẽ đảm bảo được vệ sinh cho người dùng. Đồng thời với khẩu trang KF94 thì các bạn có thể dùng được từ 7 cho đến 8 ngày chứ không phải sau khi dùng là chúng ta vứt đi luôn. Và với dòng khẩu trang như thế này, với chất liệu là vải không dệt, thế nên khi các bạn sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm, nó sẽ không gây kích ứng cho da mặt. Đồng thời với những khách hàng có da mặt nhạy cảm, rất sợ khi sử dụng khẩu trang sẽ bị nổi mụn Thì với dòng sản phẩm khẩu trang KF94 như thế này Với chất liệu vải không dệt như kiểu anh vừa nhắc Thì khi dùng chúng ta sẽ không bị nổi mụn trên da mặt Đồng thời nó rất an toàn, thân thiện với da mặt của chúng ta Vậy với những thiết kế đặc biệt như thế thì dòng khẩu trang KF94 này có những công dụng như thế nào, bảo vệ sức khỏe của người dùng ra sao? Thì đầu tiên, với dòng sản phẩm khẩu trang KF94 như thế này thì nó có thể lọc được bụi mịn có kích cỡ 2.5pm và với thiết kế lọc như thế này các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, nó sẽ bảo vệ được đường hô hấp của chúng ta một cách an toàn nhất. Thứ hai, công nghệ lọc tĩnh điện có thể lọc được đến 94% bụi bẩn. Thứ ba, chất liệu vải không dệt không gây kích ứng da mặt vật liệu cao cấp không bám bụi và cuối cùng đây là dòng sản phẩm có thể lọc không khí như khói bụi xe cộ khói bụi nơi công trường hay các nhà máy khu công nghiệp và đặc biệt trong thời kỳ khi mà virus corona hay còn gọi là covid-19 đang lây lan nhanh như hiện tại thì việc các bạn sử dụng khẩu trang KF94 là hoàn toàn cần thiết bởi nó sẽ bảo vệ được an toàn nhất cho đường hô hấp cho sức khỏe của con em bạn cũng như là cho người thân trong gia đình và cho chính bạn. Và đặc biệt với dòng sản phẩm khẩu trang KF94 này thì có cả thiết kế cho người già và trẻ nhỏ, thế nên các bạn hãy hoàn toàn yên tâm. Với dòng khẩu trang này, các bạn có thể ra ngoài đường mà không lo sự lây nhiễm của virus COVID-19. Và để mua được dòng sản phẩm khẩu trang KF94 chính hãng đến từ Hàn Quốc, thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886428 để có thể nhận được tư vấn về dòng sản phẩm khẩu trang chính hãng KF94 đến Hàn Quốc hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ở dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm khẩu trang và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm này. Và quan trọng các bạn hãy nhớ rằng khi sử dụng khẩu trang là quan trọng nhưng hãy nhớ một điều nữa đó chính là chúng ta hãy luôn vệ sinh chân tay, vệ sinh cơ thể bằng xà phòng. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tham khảo thêm các dòng sản phẩm khẩu trang đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để được tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.